Em ơi tính tiền cho bạn kia ra. Dạ em gọi yêu cho anh nha. Trời trời trời. Em tên gì em? Dạ em tên Ngọc đó anh. Có người yêu chưa em? Em chưa, em vẫn còn đang sợ ế đây này. Quê. Sao đi? Về hả? Phải. Đi đâu vậy? Đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi tôi à? Ê! Tôi nuôi cô. Chết rồi, khốn nữa rồi, con gái gì mà cười ghê quá.